Give me all you've got. If you're prepared to break the silence. Tuyển nữ Việt Nam hưởng chế độ chăm sóc đặc biệt từ FIFA. Quỳnh Như và các đồng đội nhận chế độ chăm sóc đặc biệt do FIFA cung cấp cho các đội bóng dự World Cup nữ 2023. Ít ngày nữa, vòng chung kết World Cup 2023 sẽ chính thức diễn ra trên đất New Zealand và Úc. Đây sẽ là lần tham dự kỳ World Cup đầu tiên đội tuyển nữ Việt Nam. Kể từ ngày hôm nay, ngày 17 tháng 7, Quỳnh Như và các đồng đội sẽ chính thức nhận chế độ chăm sóc đặc biệt do FIFA cung cấp cho các đội bóng dự World Cup nữ 2023. Trước đó, từ ngày 13 tháng 7, Liên đoàn bóng đá thế giới cũng đã cung cấp dàn thiết bị hỗ trợ tập luyện do FIFA cung cấp bao gồm đầy đủ thùng đá, bình nước, túi đựng dụng cụ tập luyện, bóng thi đấu, tem giải đấu trên trang phục thi đấu của cầu thủ cho đoàn quân áo đỏ và các đội bóng tham dự giải đấu. Tại New Zealand, Rồng Vàng đang nhận được sự chăm sóc chu đáo đến từ FIFA cũng như Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Đây sẽ là động lực to lớn giúp toàn đội phấn đấu đạt được kết quả tốt nhất ở kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử. Đến nay, tất cả 23 tuyển thủ Việt Nam đều ở trạng thái tốt nhất để sẵn sàng cho ngày khai mạc. Cầu thủ gây sự chú ý nhất là Trương Thị Kiều, cô đã không được huấn luyện viên Mai Đức Chung sử dụng ở hai trận giao hữu vừa qua. Có lẽ ông muốn dưỡng sức thêm cho cầu thủ này đến ngày khai mạc. Tại vòng bảng, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp Mỹ, Bồ Đào Nha và Hà Lan vào các ngày 22 tháng 7, 27 tháng 7 và mùng 1 tháng 8. Ở bảng E, tuyển Mỹ là đương kim vô địch, Hà Lan là đương kim Á quân và Bồ Đào Nha cũng có thứ hạng cao hơn trên bảng xếp hạng FIFA. Rơi vào bảng đầu với quá nhiều thách thức như này, đội tuyển nữ Việt Nam đặt mục tiêu có điểm trước Bồ Đào Nha là thiết thực nhất. FIFA quyết định bất ngờ về khoản thưởng cho cầu thủ dự World Cup. Liên đoàn bóng đá thế giới đã có những quyết định bất ngờ về khoản thưởng của các đội tuyển tham dự World Cup 2023. Sau quá trình đấu tranh của các cầu thủ thông qua Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp, FIPRO, FIFA quyết định sẽ chuyển trực tiếp số thưởng trị giá 30.000 USD cho các cầu thủ thay vì thông qua các liên đoàn. Cấu trúc trả khoản mới này được FIFA áp dụng tại World Cup nữ 2023 dưới áp lực của FIFPRO qua sự đấu tranh của các nữ cầu thủ toàn cầu. FIFA chuyển số tiền này đến từng cầu thủ góp mặt ở World Cup nữ. Đây cũng là lần đầu tiên các nữ cầu thủ được trả trực tiếp số tiền thưởng khi tham gia giải đấu. Trước khi có cấu trúc trả khoản tiền mới, việc các liên đoàn có phân phối số tiền trên cho cầu thủ hay không là tùy thuộc vào các liên đoàn, tờ Mail Sport viết. Theo thông báo của FIFA, mỗi cầu thủ tham dự World Cup 2023 sẽ được thưởng tối thiểu 30.000 USD và con số này sẽ còn tăng thêm. Nếu đội bóng của họ tiến sâu tại giải, đội tuyển nữ Việt Nam có ngày 16 tháng 7 tập nặng nhất kể từ khi sang New Zealand nhằm chuẩn bị cho trận mở màn World Cup nữ 2023. Gặp Mỹ vào ngày 22 tháng 7, đối đầu với đương kim vô địch và đồng thời là đội bóng nữ số 1 thế giới Mỹ ngay trận ra quân là điều không hề dễ dàng với đội tuyển nữ Việt Nam. Do đó, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã cho các học trò tập luyện 2 buổi với khối lượng bài tập và thời lượng khá nặng. Buổi sáng, ban huấn luyện sắp xếp các bài tập về kỹ thuật chuyền bóng, di chuyển. Buổi chiều, đội tập các bài tập bổ trợ về sức mạnh, tốc độ và chiến thuật. Cho đến lúc này, khả năng ra sân của Trương Thị Kiều vẫn là dấu hỏi. Sau thời gian dài dưỡng thương, trung vệ số 1 của đội tuyển nữ Việt Nam chỉ mới ra sân thi đấu khoảng 15 phút ở trận giao hữu thắng câu lạc bộ Scotland 2-0 trong chuyến tập huấn tại Đức hồi tháng 6. Vòng chung kết World Cup 2023 sẽ bắt đầu khởi tranh từ ngày 20 tháng 7 tới. Tại giải đấu lần này, tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán Mỹ ngày 22 tháng 7, Bồ Đào Nha ngày 27 tháng 7 và Hà Lan 1/8 ở giai đoạn vòng bảng. Nhắc lại trận thua của Thái Lan, AFC động viên tuyển nữ Việt Nam. Trước trận Việt Nam, Mỹ tại World Cup nữ 2023, AFC nhắc lại trận thua 0-13 của Thái Lan trước đội tuyển tới từ xứ Cờ Hoa. Trước thềm World Cup 2023, AFC có bài viết về tuyển nữ Việt Nam và nhắc lại trận thua đậm 0-13 của Thái Lan trước Mỹ. Đội Mỹ sau đó lên ngôi vô địch tại World Cup 2019. Tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn ngay trận mở màn khi đụng đương kim vô địch Mỹ, một cường quốc bóng đá nữ. Đến với World Cup này với mục tiêu giành chức vô địch thứ 3 liên tiếp. Có lẽ chúng ta còn nhớ trận thua 0-13 của Thái Lan trước Mỹ tại World Cup 2019, AFC viết. Dù đánh giá cao Mỹ nhưng AFC cũng không quên động viên thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Việt Nam đang hướng tới kỳ World Cup nữ đầu tiên nhờ thành tích ấn tượng tại giải châu Á năm 2022. Đội quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung đã làm nên lịch sử và huấn luyện viên này từng tuyên bố sẽ không sợ hãi trước bất kỳ đối thủ nào. Ngôi sao sáng nhất của tuyển Việt Nam là Huỳnh Như, người đang chơi cho Lancaster của Bồ Đào Nha.
Trước trận gặp Mỹ ngày 22 tháng 7, tuyển nữ Việt Nam trải qua 6 trận giao hữu, trong đó đáng chú ý là trận thua đội Đức, hạng 2 thế giới với tỷ số 0-2 và thua Tây Ban Nha, hạng 9 thế giới với tỷ số 0-9. Ở buổi tập mới nhất của tuyển nữ Việt Nam, ban huấn luyện sắp xếp các bài tập về kỹ thuật chuyền bóng, di chuyển vào buổi sáng. Buổi tập chiều là các bài tập bổ trợ về sức mạnh, tốc độ và kỹ chiến thuật. Chia sẻ với truyền thông, tiền đạo Nguyễn Thị Thúy Hằng bày tỏ sự háo hức và quyết tâm thi đấu tại vòng chung kết bóng đá nữ thế giới 2023. Cảm xúc tôi, lúc này rất háo hức khi lần đầu tiên đến đất nước New Zealand và cũng là lần đầu tiên cùng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tham dự vòng chung kết bóng đá nữ lớn nhất thế giới này, Thúy Hằng cho biết. Nói về sự chuẩn bị cho giải đấu, tiền đạo 26 tuổi của câu lạc bộ Than khoáng sản Việt Nam chia sẻ. Tôi và toàn đội cố gắng tiếp tục hoàn thành giáo án của huấn luyện viên đưa ra, cũng như rèn luyện thêm các bài tập cá nhân của như là dứt điểm hay thể lực. Nếu như được vào sân thi đấu, đó sẽ là cơ hội để học hỏi và tôi nỗ lực hết mình để thể hiện tại World Cup. Danh sách đội tuyển nữ Việt Nam tham dự World Cup 2023. Thủ môn: Trần Thị Kim Thanh, Khổng Thị Hằng, Đào Thị Kiều Anh. Hậu vệ: Trương Thị Kiều, Trần Thị Thu Thảo, Trần Thị Thu, Hoàng Thị Loan, Trần Thị Hải Linh, Lê Thị Diễm My, Lương Thị Thu Thương, Nguyễn Thị Mỹ Anh, Trần Thị Thúy Nga. Tiền vệ: Nguyễn Thị Tuyết Dung, Trần Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Bích Thủy, Ngân Thị Vạn Sự, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Thái Thị Thảo, Dương Thị Vân. Tiền đạo: Quỳnh Như, Phạm Hải Yến, Vũ Thị Hoa, Nguyễn Thị Thúy Hằng. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy video hay ho thì các bạn hãy click like, chia sẻ để video đến thật nhiều bạn bè. Hãy đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những chương trình tuyệt vời tiếp theo. Video xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.